đây mọi người. Đó. Mọi người đi câu cùng mình nào mọi người. Đây phía xa là những cần thủ của mình đang cắm cần mọi người ạ. Đó, mà mới chập sáng giờ mấy 7 giờ mọi người ạ, nên mọi mình đã tiến hành đi câu rồi mọi người ạ. Đây dòng sông to lắm mọi người ạ. Đó. Đi câu sông này thì cũng không biết thế nào mọi người ạ. Mình cũng chưa câu bao giờ. Đây có cái đầm này đẹp lắm mọi người ạ. Nên mình đã cắm vào đói một cần rồi mọi người. Nhưng mà không biết cá cắn chưa mọi người. Đây mọi người ạ. Cần thủ của mình quyết định chặt thêm một cần nữa. Đây cần dài chưa mọi người. Kiểu này thì chắc phải câu cá mập đấy mọi người. Dơ lên cho mọi người xem nào. Ghê quá nhờ. Ok buộc đi. Mình đi xem cần nhá mọi người nhá. Cần mình cắm từ sáng mọi người ạ. Giờ mới đi xem. Với địa hình di chuyển rất là khó luôn mọi người ạ. Đấy, cần thủ của mình cảm thấy giật rồi đấy mọi người ạ. Giờ đi. Đấy, cá gì đây? Cá sộp à? Ở đây mọi người ạ. Đó, lại có một em nhá mọi người nhá. Đây mình đã di chuyển đến cần tiếp theo nhá mọi người nhá. Cần này là móm mọi người ạ. Vãi thì rất là đẹp luôn. Đây có cành cây nó đẹp lắm mọi người ạ. Mà Mắc à. Móm mọi người ạ. Đó. Dây câu lăng mắc này mọi người. Đó. Gỡ xong chưa? Rồi. Cá trạch đây mọi người ạ. Cá trạch đây mọi người. Đây cá trạch đây mọi người. Đó. Trạch sông nha mọi người nhé. Giờ mình quyết định thủ cần đi về nha mọi người nhé. Hôm nay móm mọi người ạ. Lần đầu mình đi câu sông nên là không biết câu mọi người ạ. Không giống như đi câu suối mọi người ạ. Về sông thì gió là to đẹp nhưng mà mình không biết câu ấy mọi người. Đó, lần đầu mình đi câu ấy nên là mình không biết chỗ nào cá nó ở ấy mọi người. Đây mọi người, đây mắc nữa mọi người, không biết có cá không. Cứ mà không có cá thì hơi buồn mọi người. Đấy lắm mọi người. Nước thì chảy nó đẹp lắm mọi người nhé. Sông to luôn. Sông cái này móm mọi người. Tôi di chuyển lên trên đi. Tôi cần về thôi mọi người. Hôm nay không khả thi mấy rồi mọi người. Mình di chuyển đến cần tiếp theo mọi người nhé. Ây da. Không biết có cá không này. Có cá không? Mắt nó lại xịt rồi. Rất tiếc luôn. Đây, cầm lên trên nhá. Bây giờ mình di chuyển, mình cũng sắp thu cần xong rồi mình ạ.
Đây mọi người, sâu lắm mọi người. Đấy, kiểu như dây câu nó mắc đấy mọi người. Đó. Cần thủ của mình đang gỡ rất chi là lâu mọi người. Xịt rồi mọi người, chán quá. Mình đã thua cần xong và đi về nhé mọi người nhé. Mọi người hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé mọi người nhé. Còn phần nướng cá thì mình tập sau mình mới nướng nhé mọi người nhé.